Xin chào mọi người, mình là Võ Thị Tố Quyên. Mình năm nay 43 tuổi, mình đến từ Cần Thơ. Trong một dịp tình cờ, mình trên mạng mình thấy được cái khóa học về dinh dưỡng nền tảng mình thích. Mình muốn tìm hiểu về dinh dưỡng mà. Mình đi vô tham gia, mình khóa học đúng 3 ngày. Mình thích cô Anna đó đi. Rồi bắt đầu mình tìm hiểu những cái khóa học sau. Cô giới thiệu về những cái huấn luyện viên dinh dưỡng thì lúc đó mình mới tiếp tục tìm hiểu về trường. Mình thấy là sẽ có cấp bằng về của bên cao đẳng, rồi có thể phát triển nghề nghiệp sau này, nên đó mình đã chọn Yoga Academy để mà đồng hành, để mà học tập. Và cái phần mà mình thích nhiều nhất là về xây dựng thực đơn cho cộng đồng. Mà cái mà đặc biệt thích nhất vẫn là chế độ ăn của Yobo để mà được giảm cân lâu dài.